Ok nhá, anh sẽ ôn tập lại cho các em một tí về bài hôm cũ, về bài cũ. Thì hôm trước là chúng ta học về ứng dụng của tích phân tính diện tích, đúng không? Ứng dụng của tích phân tính diện tích, tính diện tích hình phẳng ấy, diện tích hình phẳng. Thì chúng ta có hai dạng chính. Dạng một là nó sẽ tạo bởi các hàm số sau này: y bằng fx, đúng không, là cái đường màu đỏ. Đấy, đây anh gọi là cái hàm y bằng fx là đường màu đỏ. Trục hoành thì chính là nằm ngang, trục ox ấy, là trục hoành, oy là trục tung. Trục hoành nhé, trục hoành thì nó sẽ có phương trình là y bằng 0, y bằng 0. Và hai cái đường x bằng a và x bằng b. Anh ví dụ x bằng a đây, đúng không? Đường x bằng a, đường x bằng b. Đây là x bằng a, đây là x bằng b. Hai đường là x bằng a và x bằng b. Thì cái miền giới hạn đấy, đúng không? Cái miền giới hạn là cái miền này này. Giới hạn thì có nghĩa là cái miền nó bao quanh ấy, đấy, nó bên trong. Thì chúng ta sẽ suy ra được cái diện tích, anh gọi là diện tích theo công thức đầu tiên nhé. S1 nó bằng tích phân đi từ A đến B, đi từ A đến B của trị tuyệt đối của cái hàm này này. Cái hàm này là hàm y bằng fx, fx dx, fx nhân dx. Thì đấy là dạng số 1. Thế thôi, thì trị tuyệt đối chúng ta chỉ cần nhớ này: nếu mà nằm trên trục hoành, cái đường thẳng fx ấy, nó nằm trên trục hoành thì nó bằng chính nó, còn nếu nếu nằm dưới thì nó bằng trừ, nếu nằm trên thì nó dương và đồ thị nằm dưới thì nó âm. Thì đấy là dạng đầu tiên, dạng số 1. Nhưng anh hướng dẫn qua như vậy thì các em cũng không cần phải chép đâu, chúng ta nghe thôi. Tiếp theo, dạng số 2. Dạng 2 nó tương tự như dạng 1 nhưng mà nó khác ở chỗ nó là hai hàm fx và gx. Anh có một cái hàm fx như này, một cái hàm gx nó như này, đúng không? Ví dụ như chúng ta có hai đồ thị y bằng fx, y bằng gx. Các em có thêm hai đường x bằng a, x bằng b. Nhớ đây, x bằng a, x bằng b, a b này, o y. Thì cái miền giới hạn nó chính là cái miền này, đúng không? Cái miền bên trong. Đấy. Thì cái miền này này nó được tính theo công thức nhá. Diện tích anh gọi là S2. Đấy, nó sẽ là giới hạn bởi các đường y bằng fx, y bằng gx, x bằng a, x bằng b, x bằng a, x bằng b. Thì nó sẽ là tích phân đi từ A đến B của trị tuyệt đối fx trừ gx nhân dx. Thì nếu trong cái trường hợp này các em nhận thấy này, cái hàm fx nó nằm trên hàm gx, đúng không? Nếu mà có đồ thị nhá, thì chúng ta thôi dạng 2 này anh cho các em tức như vậy thôi, thì anh sẽ hướng dẫn sau. Được chưa? Thì đấy là dạng 2. Khi các em chú ý là khi người ta không cho cận, người ta chỉ cho các em cái hàm y bằng fx và cái hàm y bằng gx thôi, đúng không, là không cho cận. Thì chúng ta muốn tìm cận ấy bằng việc là các em xét cái phương trình fx bằng gx. Từ cái phương trình fx bằng gx này các em sẽ tìm được cận. Nhưng nhiều bài toán người ta không cho cận, thì các em muốn tìm được cận bằng việc là các em cho fx bằng gx, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ áp dụng công thức này. Thì đấy là dạng số 2. Đấy là dạng số 2 nhé. Dạng số 3 như sau. Dạng 3 là chúng ta sẽ dựa vào đồ thị. Dựa vào đồ thị.
Dựa đồ thị. Thì dựa đồ thị như nào? Thì các em nhớ này. Ví dụ nhá, anh có một cái hàm fx, nó đồ thị nó như thế này. Và tính diện tích đi từ A đến B. Đi từ A đến B thì anh ví dụ đây là A này. Đúng không? Đây là A này. Đây là B chẳng hạn. Nhá, B anh ví dụ là B nó nằm đây chẳng hạn. Đúng chưa? Đấy, thì đây là y bằng fx. Đồ thị y bằng fx. Đấy, ví dụ anh bảo là tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y bằng fx trục hoành. Trục hoành là trục y bằng 0 ấy, chính là trục ux. Các cận x bằng a, x bằng b thì các em làm như thế nào trong cái hình này? Thì ban đầu chúng ta sẽ đây là o, đây là x, đây là y. Thì các em phải tìm được cho cái miền giới hạn đấy là những miền gì, đúng không? Đây, đi từ A đây đến B đây. Và cái đường màu màu đỏ đây thì nó chính là cái miền anh gạch này. Các em phải phân biệt được cho anh cái miền cần tìm nhá. Đúng không? Đây, giới hạn bởi trục hoành mà. X bằng A, x bằng B và cái đường màu đỏ thì nó là cái miền đấy. Miền này. Đúng chưa? Nó sẽ là tổng của ba cái miền con. Đấy, nó sẽ là tổng của ba cái miền con. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được cho anh là cái diện tích tổng ấy, đúng không, là cả ba cái miền con này nó sẽ bằng diện tích đi từ A đến đây. Thì nhớ nhá, bước 1 chúng ta phải tìm được hai cái điểm giao này, được chưa? Bước 1 phải tìm được hai cái điểm giao này thì anh gọi là điểm C và điểm D. Đấy, hai kinh nghiệm này các em phải tìm đồ thị người ta cho hoặc là các em phải đi tìm. Thì cái diện tích nó sẽ bằng đi từ A đến C này, đúng không? Đi từ A đến C. Vì cái đồ thị fx nằm trên thì nó mang dấu dương. Đấy, fx nhân dx. Nhớ nhá. Đồ thị nằm trên trục hoành thì nó dương. Các em nhận thấy này. Đi từ C đến D, cái đường màu đỏ nằm dưới trục hoành hay cái miền diện tích nằm dưới trục hoành thì nó phải âm. Trừ tích phân đi từ C đến D nhá. Nhớ là đi từ nhỏ đến lớn nhá. Đấy, đi từ C đến D của fx dx. Và các em cộng với tích phân đi từ D đến B. Tại vì đi từ D đến B thì cái miền nó nằm trên hay là cái đồ thị nó nằm trên fx nhân dx. Được chưa? Đấy, thì đây chính là dựa đồ thị. Nhá, dựa đồ thị thì anh gọi đây là dạng 3.1. 3.1. Nó giới hạn bởi một cái hàm y bằng fx trục hoành x bằng a và x bằng b thôi. Nhớ nhá. Cái miền diện tích mà nằm trên thì là dương, được dấu ở trước nó là dấu dương ấy. Miền diện tích mà nằm dưới thì nó là âm, nó là âm. Thì đấy là dạng 3.1. Tiếp theo dạng 3.2. 3.2 như sau. Nhớ, anh cũng có một đồ thị nhưng mà nó không phải fx mà nó là hai hàm fx và gx cơ. Ví dụ như này. À, anh cho nó cắt cắt đi cho nó đẹp. À, ví dụ như thế. Được chưa? Thì anh có cái hàm trên nhá là hàm y bằng fx. Cái hàm dưới nhá là hàm y bằng gx. Và tính cái diện tích hình phẳng giới hạn bởi x bằng a đây đến x bằng b. X bằng a và x bằng b và hai cái hàm y bằng fx y bằng gx nhé. Y bằng fx y bằng gx x bằng a x bằng b. Đấy, thì các em làm như thế nào? Bước 1 chúng ta phải xác định được cái miền diện tích nó là cái gì. Đây, miền diện tích nó sẽ là cái miền này. Đúng không anh gạch này? Đấy, đây nữa. Đây nữa. Hết. Nó gồm có ba cái miền này. Thì bước đầu tiên nhá, chúng ta phải biết được cái giao điểm này và cái giao điểm này là gì. Đấy, giao điểm này anh sẽ gióng xuống trục OX. Thì anh gọi cái giao điểm này là điểm C. Tương tự
anh gióng cái này xuống trục OI, anh gọi giao điểm này là điểm D, đúng không? Thì cái tổng diện tích ấy, nó sẽ chia thành 3 miền, đi từ A đến C này là cái miền này, đi từ C đến D là cái miền này, đi từ D đến B là cái miền này. Thì tổng từ đây chúng ta sẽ có công thức diện tích nhá, nó sẽ bằng tích phân đi từ A đến C. Thì các em chú ý này, đi từ A đến C thì các em hiểu à? Cái đường gì nằm trên, cái đường gì nằm trên, đúng không? Thì đi từ A đến C thì các em nhìn này, cái đường này, cái đường này đấy, thì nó chính là cái hàm Fx nằm trên. Thì đường nào nằm trên thì các em lấy đường đấy trừ đi đường đường dưới nhá, nhớ nhá, không có trị tuyệt đối đâu nhá, nó giống hệt câu trên. Fx nằm trên hàm Gx thì lấy hàm trên trừ hàm dưới, đúng không? Đây. Đi từ A đến C là nó nằm trên, nằm trên thì các em lấy cái hàm Fx, các em trừ đi cái hàm dưới, thì cái hàm dưới là hàm Gx. Đáng nói ra anh vẽ vẽ cái màu khác để cho nó đỡ bị nhầm. Đây, ví dụ anh có cái hàm Gx nằm dưới đây nhá, là cái đường này, cho đỡ nhìn nó đỡ bị rối đi. Được chưa? Đấy, ví dụ như thế. Nhìn nó đỡ bị nhầm nhau. Thì kem nhớ nhá, màu đỏ là Fx, còn đâu cái màu màu xanh, xanh này là xanh gì? Xanh nơ à? Màu xanh nơ thì nó hàm Gx. Ở đâu rồi? Ok, thì kem cộng tiếp này, nhìn này. Có vẻ đi từ A đến C thì cái hàm màu đỏ là cái hàm Fx đúng không? Hàm màu xanh nơ là hàm Gx, thì lấy hàm trên trừ hàm dưới. Đi từ C đến D, nhớ kem cộng với tích phân đi từ C đến D. Nhìn này, đi từ C đến D thì có phải là cái hàm xanh nơ nằm trên không? Cái hàm xanh nơ nằm trên thì kem sẽ lấy cái hàm đấy trừ đi hàm dưới là Gx trừ Fx. Nhớ, Gx trừ Fx nhân Dx. Đây là góc vuông nhé, không phải trị đối nhé. Tương tự kem cộng tích phân đi từ D đến B, đi từ D đến B của hàm trên trừ hàm dưới thì chính là Fx trừ Gx nhé, nhân đi Fx trừ Gx nhân đi. Đấy, mấy cái kiểu này kem có thể ghi vào cũng được. Đấy thì hết phần tính diện tích thì nó chỉ như vậy thôi, nó còn có bốn dạng chính như thế. Thật ra ấy, cái dạng 3 và cái dạng 4 ấy, nhá, cái 3.1 và 3.2 ấy, nó là mở rộng của hai cái dạng trên này thôi, chứ không phải là mới đâu nhá, nó là mở rộng của cái dạng 1 và dạng 2 này thôi. Đấy, không thì các em có thể là 3.1 này các em đi là dạng 3 và cái này các em đi dạng 4 được, không sao. Các em có thể chép nhanh vào để anh sẽ chuyển sang phần bài tập. Anh ơi, anh quay lại mấy cái kia để bọn em chụp màn hình được không ạ? Được, được. Đây, anh ôn tập lại thôi nhé. Chụp xong của anh sẽ chuyển dần nhé. Xong chưa? Xong ạ. Ừ, đây. Rồi á. Ừ, đây. Rồi á. Ừ, ok. Đấy. Rồi nhá, chúng ta bắt đầu chữa bài tập nhá.
Anh sẽ gửi lại cho Kem cái link này nhá. Các bạn vào sau thì Kem xem cho anh. Hôm nọ anh gửi, anh quên anh chưa gửi cho Kem. Cái này coi như bài tập về nhà đấy, nhưng mà vì anh chưa gửi. Anh sẽ cho Kem thời gian chúng ta hôm nọ chưa ăn cơm bao nhiêu rồi nhỉ? Câu 9 ạ. Câu 9 à? Để anh mở cái file nhé, anh ký. Đây. Ngày 7 tháng 3 đúng không? Không thấy rồi. Đây. Cái file nguyên hàm đích phân trong đề thi anh đã gửi cho Kem chưa? Chưa đúng không? À ok. Đây. Bởi hôm trước là chúng ta học về cái này. Đây. Rồi. Bây giờ như thế này nhá. Anh vừa gửi cho Kem rồi. Anh chưa đến câu số 9 rồi à? Thế câu số 7 này chúng ta đã chữa chưa? Chưa. Chưa. Thế hôm nọ anh đã chữa những câu gì rồi? Câu 1 này chữa rồi đúng không? Câu 1 này rồi này. Câu 2 rồi này. Thế này nhá, anh sẽ cho thời gian Kem làm trong 30 phút đi. Kem cố gắng là trong 30 phút thì làm hết được cho anh. Hết nhá. 30 phút có hết được không nhỉ? Cũng cũng dễ thôi. Tại vì có một số câu thì chúng ta có thể bấm máy tính được, anh sẽ không cần Kem cần phải tính tay. Miễn là chúng ta trình bày xong nhé. Đấy thì anh cho Kem từ giờ đến 9 giờ. Chúng ta phải, tại vì anh quên anh chưa gửi Kem ấy, thì để Kem luyện tập trước, anh sẽ chữa sau. Thì Kem cố gắng là ngồi và làm hết được cho anh tầm, nói chung là hết, hết, càng nhiều càng tốt. Rồi anh sẽ bắt đầu chữa. Được không? Được ạ. Ừ. Nhá thì đúng 9 giờ nhá, các em sẽ bắt đầu vào chữa, anh sẽ gọi các bạn, với bạn trình bày một vài câu. Tại vì các em luyện tập thì các em mới biết được chúng ta làm được hay không làm được. Anh vẫn ở đây thôi, như là Kem làm đến đâu cần hỏi gì thì Kem cứ bảo anh nhá, anh sẽ hướng dẫn luôn cho. Đấy, mục tiêu chúng ta luyện tập thôi chứ không kiểm tra gì Kem đâu. Anh vẫn ở Zoom nhá, Kem cần hỏi câu gì thì anh sẽ hướng dẫn luôn cho. Đấy thì Kem bấm vào cái link anh gửi cho Kem ấy, anh chiếu lên đây thì nhiều khi có bạn làm đến câu 12 rồi nhưng mà có bạn thì làm câu 13, 14 cơ. Thế là chúng ta cứ bấm vào cái link anh gửi nhé. Nhớ nhá, làm đến đâu mà thắc mắc ở đâu thì bảo anh ngay, anh hướng dẫn.
đúng không? Chúng ta bắt đầu chữa nhé. Thì câu 1 chẳng hạn, thì câu 1 chúng ta sẽ bằng cách là tính tích phân đi từ 0 này, à đi từ 1 này, đi từ 1 cho đến e đúng không? Đi từ 1 cho đến e của hàm trị tuyệt đối của cái này. Đấy, tại vì đây là trục hoành nhá, các em nhớ nhá, y bằng 0 là trục hoành. Nó là dạng 1. Nó là dạng 1. Thì là trị tuyệt đối của hàm fx thôi. Căn của 1 cộng len và chia cho x nhân đến. Đấy thì các em làm như nào nữa thì tùy các em. Thì hôm nọ anh hướng dẫn cái câu này rồi, anh không hướng dẫn lại nữa. Thì các em sẽ tìm được đáp án câu này nó là 29 phần 20 phần 9. Câu 2 thì nó thuộc cái dạng mà không dạng 2 đúng không? Thuộc dạng 2 mà không không có nghĩa. Có nghĩa là không cho sẵn hai cái cận ấy, không cho sẵn hai cái cận A và B. Thì các em tìm cận bằng việc là các em cho phương trình fx bằng gx. Thì các em sẽ được hai nghiệm là bằng bằng 0 và bằng 3. Từ đó chúng ta áp dụng vào công thức thôi. Thì câu 2 các em chọn là anh không nhớ lắm đâu. Các em hôm nọ các em chọn cái gì nhỉ? Còn nhớ không? Đấy, không nhớ thì bấm máy tính. Hình như là A. Ừ, anh cũng đang nghĩ thế. Anh cũng nhớ là mang máng là 9 phần 2 hay sao ấy. Đúng không? Đi thi thì câu này thì đến đây rồi thì chắc chắn là không phải tính tay nữa. Chúng ta được quyền bấm máy tính mà. Thì tích phân ấy, nó sẽ đi từ 0 cho đến 3. Của trị tuyệt đối nhá. Trị đối thì các em nhớ cho anh là trị đối là ABS, Shift C này, Shift C này, ABS đấy. Thì các em lấy cái hàm fx trừ gx thì nó chính bằng cái cụm này này trừ 3x. Ừ, 9 phần 2 đúng không? Bấm rất là nhanh. Đấy thì đấy là câu số 2. Câu 3 các em chọn gì? Câu 3. À, Ừ, vì sao? Các em nhớ có ba người ta chỉ cho một cận thôi thì làm nào để tìm cận còn lại. thì cho căn x bằng 0. Ừ. Thì cái dạng 3 ấy, nó cũng giống như cái dạng mà fx và gx, các em hiểu không? Đấy có nghĩa chúng ta cũng phải tư duy lên nhá, chứ không phải lúc nào anh cũng cho tất cả các dạng được, không không thể cho tất cả các dạng được vì nó rất là nhiều. Nhưng mà các em hiểu này, đây chính là y bằng fx, đây chính là y bằng gx đúng không? Nó chỉ có một cận thôi. Thì chúng ta tìm cận còn lại bằng việc các em cho hai hàm này bằng nhau. Căn x bằng 0 thì các em tìm được duy nhất x bằng mấy? X bằng 0 đúng không? Đấy thì có hai cận này rồi. Có hàm y bằng fx đây rồi. Đây là trục hoành này. Đấy thì các em bấm máy tính thôi. Đấy, thiếu cận thì chúng ta sẽ đi tìm cận. Tích phân sẽ đi từ 0 cho đến 4. Flip flip đúng không? Trị tuyệt đối của fx này, căn x. Đấy. Các em ra được kết quả là bằng hơi nâu đấy. Đây, 5,333 là 5, chu kỳ 3 nhá. 5, chu kỳ 3 các em nhớ chu kỳ là ngoặc này. Ngoặc tròn này, đấy. Nó bằng 16/3, các em chọn A. Ok. Câu 4 các em chọn gì? Bốn em chọn gì? À, tiếp. A tiếp. Làm như nào nhỉ? Ô câu này toàn A, full A. Thì cách nào thì các em cũng làm như mấy giống mấy câu kia nhá. Các em anh nhớ không nhầm anh chữ này rồi. Anh chưa chữa thì nói chung là chúng ta cho hai cái bằng nhau rồi các em tìm nghiệm thôi. Đấy, x mũ 3 trừ đi 4x bằng 0. Câu này ra mấy nghiệm? Ra mấy nghiệm? Câu này các em sẽ ra được 3 nghiệm đúng không? X bằng 0 này, x bằng 2 và x bằng trừ 2. Thế là làm nào? Khi các em ra được 3 nghiệm thì các em làm nào? Tuần nào được câu 4 rồi.
đúng không? Nó có fx bằng và gx thì anh cho fx bằng gx. Thế sau đó anh sẽ được là ba hẳn ba nghiệm cơ. Thì các em tư duy như nào? Thì cho là bằng tích phân đi từ âm 2 đến 0 cộng với tích phân đi từ 0 đến 2. Ừ. Đúng. Nhưng mà đây chỗ này này các em này. Có nghĩa đồ thị nó là như thế này này. Anh cũng không biết là cái fx là đồ thị như nào nhá, gx anh cũng không biết nhá. Nhưng mà kiểu đồ thị nó sẽ là hàm bậc 3 như này. Nó có nghiệm là nghiệm 0 2 và trừ 2 à. Đây ví dụ như này đi. Đúng không? Và cái đường cái này là đi qua điểm 0 này. Điểm 2 0 này. Trừ 2 0 này. Trừ 2 0. Đúng không? Đây đi qua điểm trừ 2 0 và điểm 0 2, ví dụ như vậy. Thì các em hiểu là như này, đồ thị nó sẽ là đường có nghiệm 0, nghiệm 2 và nghiệm trừ 2. Sao lại có 3 nghiệm vậy chứ à? Ở đây, kiểu này. Đấy, đây này. À đâu, nó phải đi qua điểm 0 chứ. 0. À đúng rồi. À, đồ thị này anh vẽ sai, đồ thị này anh vẽ sai, nó phải là đường ở trên cơ. Anh em vẽ sai đồ thị. Đợi anh tí nhá, anh sẽ sửa lại. Đây đồ thị có hàm bậc 3 như này. Ok. Đây. Đây đã nhảy nó mới đúng này. Đây các em này, đồ thị hàm bậc 3 nó sẽ đi qua điểm 0 2. Đấy. Ví dụ như vậy nhá, thì cái đường thẳng nó đi như này. Anh vẽ phác họa thôi chưa chính xác đâu. Thì cái phải là cái miền giới hạn ấy nó sẽ như thế này không? Là cái miền này không? Cái miền diện tích ấy. Đúng không? Đấy thì nếu mà các em vẽ hình xong thì các em sẽ biết là có chúng ta sẽ có ba nghiệm này. Nghiệm trừ 2 là 1 này. Nghiệm 0 là 2 này. Đúng không? Nghiệm 0 là 2 này. Và cái nghiệm nữa là nghiệm 2. Đấy thì nếu mà các em vẽ được cái này ra chúng ta biết ngay là nó sẽ bằng tích phân đi từ trừ 2 đến 0 của cái hàm trên trừ hàm dưới và cộng với tích phân đi từ 0 đến 2 của cái hàm trên trừ hàm dưới. Để anh bấm một phát trên máy tính như này nhá. Đấy, nếu mà các em vẽ phác họa ra thì các em biết ngay là tích phân đi như thế nào thì nó sẽ bằng tích phân này đi từ trừ 2 đến 0 này. Cứ nhớ rằng là hàm trên nhé, hàm trên là hàm bậc 3. Đấy. X mũ 3 trừ 3x là kem trừ 3x, sau đó thì chúng ta sẽ cộng với 2 cộng 2 đúng không? Đấy thì xong rồi, thì đấy là hàm trên trừ hàm trên, xin lỗi, đây là hàm trên thôi. Chúng ta trừ đi hàm dưới. Thì hàm dưới thì chính là x cộng 2. Nhá. Đấy thì xong cái tích phân đầu tiên. Anh sẽ cộng tiếp tích phân đi từ 0 đến 2. 0 đến 2. Của cái gì? Thì đây. Ủa? Đây, 0 đến 2 của cái hàm trên thì chính là x cộng 2. Và các em trừ đi hàm dưới. Thì hàm dưới nó chính là a phẩy mũ 3 trừ 3x cộng 2 đúng không? Ấy thì kết quả các em được nó bằng bằng 8 là bằng A, đúng rồi. Nhưng mà đi thi thì anh chúng ta sẽ có một cách làm khác. Cách làm này thì nó khá là lâu. Nhá. Đấy đi. Cách làm này là chúng ta sẽ vẽ đồ thị ra, nhìn và thấy biết ngay nó sẽ đi như thế nào. Nhưng mà cách làm hai của anh như sau này. Nhớ nhá, cách làm hai nó rất là dễ. Cái tích phân này dựa vào định nghĩa thôi, đúng không? Chúng ta tìm được ba nghiệm thì cứ nhớ là đi từ nghiệm nhỏ nhất nhá. Nghiệm nhỏ nhất cho đến nghiệm lớn nhất thì nó sẽ đi từ trừ 2 đến 2 chi tuyệt đối của fx trừ gx. Thì thế là xong. Thế không phải suy nghĩ gì nhiều.
3x cộng 2 này. Các em trừ đi cái hàm x cộng 2. Để sau đó chúng ta bấm máy tính. Đi thi thì bấm máy tính mà đúng không? Đấy. Thì các em bấm máy tính thì kết quả nó cũng bằng A. Rồi, đây là câu số 4 nhá. Nhớ nhá, anh hướng dẫn lại này. Nếu đi thi ấy, bước 1 chúng ta cho Fx bằng Gx. Các em cũng ra được 3 nghiệm. Nghiệm trừ 2, nghiệm 0 và nghiệm 2. Thì tích phân sẽ đi từ nghiệm nhỏ nhất cho đến nghiệm lớn nhất của trị tuyệt đối Fx trừ Gx. Đúng không? Định nghĩa là đi từ A đến B của Fx trừ Gx thêm trị tuyệt đối là được. Rồi câu 5. Câu 5 không chữa nhá. Câu 5 là đi từ A đến C nó phải dương. Đúng không? Đi từ A đến C nó phải là dương. Đi từ C đến B nó phải là âm. A đến C là dương. B đến C, à C đến B nó phải là âm. B đúng này. C là công thức này. Hiển nhiên nó sẽ đi từ A đến B rồi. Của cái đồ thị Fx này rồi. Đúng không? C đúng. A đến C, C đến B. A sai. Nó phải là trừ từ C đến B. Câu 6 thì anh hôm nọ anh hướng dẫn các em rồi. Chỉ cần nhớ là cái diện tích ấy, nó bằng hàm trên trừ hàm dưới. Thì cái hàm trên là đường thẳng mà. Nhớ, nó sẽ đi từ 0 cho đến 3 này. Cứ nhớ là đi từ 0 cho đến 5 này. Đấy. Đi từ cận nhỏ nhất đến cận lớn nhất. Đây, từ 0 cho đến 5. Của trị tuyệt đối, hàm trên trừ hàm dưới. X cộng 3 trừ đi hàm dưới là cái hàm. Hàm dưới chính là cái hàm này. Trị tuyệt đối của x bình trừ 4x cộng 3. Đóng ngoặc trị đối vào. Sau đó các em bấm máy tính thì hôm nọ các em bấm máy tính ra đáp án là gì nhỉ? Bấm chưa? Quyền. B. Ừ. B đúng không? Đấy nhá, đấy là câu số 6. Các em chỉ cần nhớ là như vậy là ok rồi. Đi từ 0 đến 5 của cái hàm trên trừ hàm dưới nó sẽ ra được cái miền này. Câu 7 thì các em làm nào? Anh hôm nay anh cũng hướng dẫn câu 7 rồi đúng không? Đấy. Thì anh hướng dẫn lại một lần nữa này. Cái diện tích S1 của chúng ta ấy, nó sẽ là tích phân đi từ 0 cho đến kinh nghiệm này. Thì kinh nghiệm này là kinh nghiệm M. Đúng không? Tại vì cái hàm này là cái hàm parabol x bình trừ mx mà. Thì các em cho nó bằng 0. Các em tìm được x bằng 0 với x bằng m. Hai nghiệm ấy. Thì nghiệm 0 là cái nghiệm này. Nghiệm m là cái nghiệm này. Thì tích phân sẽ đi từ 0 đến m. Của cái hàm. Nhớ là nằm dưới trục hoành. Thì nó phải là âm. Âm của x bình trừ mx nhân đến x. Đúng chưa? Các em, đây là diện tích S1. Thì diện tích S1 người ta cho nó bằng diện tích S2. Thì diện tích S2 là đi từ m đến 4. Của, vì nó nằm cái miền nó nằm trên trục hoành thì nó chính bằng chính nó, không có trừ nữa. Đấy thì anh chuyển vế cái này sang bên này hoặc là cái này sang bên này thì nó sẽ bằng tích phân từ 0 đến m này. Anh chuyển cái này sang bên tay tay phải nhá. Đúng không? Cộng với tích phân từ m đến 4. Cái hàm nó vẫn là 1 mà. Thì cái tích phân này nó chính bằng tích phân từ 0 đến 4 của x bình trừ mx nhân dx. Và tích phân này nó bằng 0. Đúng không? Chuyển vế sang thì nó phải bằng 0. Thế từ đó các em tính ra. Thì m con này các em tính được bằng 10 phần 3. Em bao nhiêu? Không đọa tính ý. Còn nhớ không? 10 phần 3 hay 8 phần 3? Bấm thử. Tích phân sẽ đi từ 0 đến 4 này. Của x bình trừ m alpha x này. Đúng hoặc vào anh sẽ can này. Can x thì không quan tâm. X mà bao nhiêu cũng được. Quan trọng là cái giá trị m này. Ví dụ nhé. M đáp án A chẳng hạn m bằng 3. Tích phân nó bằng trừ 8 phần 3. Em can tiếp x không quan tâm nhé. Quan tâm m thôi. M 10 phần 3. Đấy là bằng trừ 16 phần 3 thì không đúng. Can m bằng 2. Không đúng đúng không? Đáp án là D rồi. 8 phần 3. Đấy, bằng 0 đúng không? Mục tiêu chúng ta là cần bằng 0 mà. Đó nhá, thì câu 7 các em chọn D.
Câu 8 thì làm được chưa? Bấm máy tính thôi. Đấy, cho D, hình D giới hạn bởi các đường y bằng x bình trừ trừ 2 và y bằng trừ của trị đối của x, khi đó diện tích của D là. Thì câu này anh sẽ tìm cận trước, anh sẽ ship sâu. Nói chung là tùy bài, chúng ta tính tay hay ship sâu thì nó phụ thuộc vào chúng ta. Đấy, thì anh sẽ cho mục tiêu, chúng ta sẽ cho fx bằng gx mà, để tìm nghiệm ấy. Cho nên em bấm chuyển đổi này, ship vip nha, alpha x này. Anh sẽ ship can sâu for x, sâu là giải quyết à, bởi x. Thì giải quyết bởi x, bởi anh sẽ can trừ 10 trước nhá. Anh sẽ tìm chép hiểu là thử anh can bằng trừ 10 nó sẽ tìm cho mình cái nghiệm nhỏ nhất. Đấy, thì các em sẽ ra là cái nghiệm x bằng trừ 1. Nhớ nhá, nghiệm x bằng trừ 1. Và anh ship can sâu for x bằng 10. Anh sẽ ra được cái nghiệm lớn nhất. Đấy thì cũng như là nghiệm nhỏ nhất là trừ 1, nghiệm lớn nhất là 1. Khả năng nó còn nghiệm nữa hoặc là không nữa. Thì tích phân nó sẽ đi từ trừ 1 cho đến 1. Và trị tuyệt đối đó, ship hip này, của cái hàm fx trừ gx, tích bình trừ 2 và các em cộng với trị tuyệt đối của x. Đấy, thì các em ra được kết quả 7/3. 7/3 thì các em chọn câu này là B. Nhất thì đấy là cách làm bấm máy tính. Câu 9 thì hôm nọ anh nhớ anh không nhầm này, anh cũng hướng dẫn cho các em rồi. Hôm nay anh bảo anh hướng dẫn lại đúng không? Nhưng mà anh hướng dẫn nhanh câu 8 như vậy, các em có hiểu không? Các em ghi lại nhé. Khi chúng ta giải một phương trình ấy, x bình trừ 2x mà tìm nghiệm, thì chúng ta sử dụng công cụ Calculate CNC. Thì chúng ta sẽ shift sâu for x bởi hai giá trị. Đầu tiên là giá trị trừ 10, thì các em sẽ tìm được cái nghiệm x1 nào đó. Và các em sâu for x bởi giá trị 10, các em sẽ tìm được cái nghiệm x2 nào đó. Đấy, thế thôi. Thì tìm được hai nghiệm này thì coi như là xong xong được cận rồi, coi như là hai cận A và B đấy nhá. Đấy thì nhớ cho anh hai cái sâu for x này, trừ 10 với 10 này. Câu 9 thì các em cần phải hướng dẫn lại không? Đây, hướng dẫn lại nhé. Chúng ta có cái diện tích là màu đen, là cái cần tìm. Đúng không? Anh viết tắt. Thì nó chính bằng diện tích của hình vuông. Vì từ đây đến là 10. Thì diện tích của hình vuông nó sẽ là 10 bình phương. Và các em trừ đi 4 lần diện tích của một cái hình màu trắng này. Đúng không? Nó sẽ là một cái hình này. Thì anh gọi đây là diện tích S0 nhé. Trừ đi 4 nhân với diện tích S0. Đấy, trừ đi 4 nhân diện tích S0. Thì diện tích S0 ấy chúng ta không thể tính trực tiếp được, tại vì nó không có công thức tính diện tích của parabol. Thì chúng ta phải tính thông qua diện tích. Chúng ta phải tính thông qua diện tích. Thì anh sẽ lấy cái điểm này là tâm, lấy cái điểm ở chính giữa là tâm. Anh sẽ vẽ hai trục, trục OX và trục OY. Thì đây là O, tốc độ. Thì từ đây đây là trục OX, từ đây đây là trục OY. Đúng chưa? Thì có phải là cái diện tích này nó sẽ đi từ cận này không? Đúng không? Nó sẽ đi từ cận này này. Đây, anh gọi là cận A đến cận B. Đúng chưa? Đấy, thì có phải là nó sẽ đi từ cận A đến cận B của cái hàm trên này này, trừ đi hàm dưới. Thì cái hàm trên này là cái hàm đường thẳng. Chúng ta học quen về phần tiệm cận rồi. Thì có phải là cái đường này không? Cái đường nằm ngang này chính là tiệm cận ngang không? Đấy thì từ đây đến đây này, anh đề cả đây là góc tọa độ. Độ dài từ đây là 10. À, độ dài cả đây là 10. Thì từ đây đến đây sẽ là 5. Đúng không? Đây sẽ là 5. Đấy. Thì cái đường này này, đường nằm ngang thì nó chính là đường y bằng 5. Đúng không? Cái đường nằm ngang là đường y bằng 5. Anh viết ra cái đường nhé. Đường y bằng 5 là đường nằm ngang ấy. Mục tiêu anh sẽ tìm được parabol nữa là xong. Tại vì khi anh tìm được parabol ấy, thì có phải là lấy cái hàm y bằng 5 và trừ đi cái hàm parabol không? Đây, cái hàm parabol. Đấy, là được, là xong. Đấy, bây giờ chúng ta đi tìm cái hàm parabol này là xong này. Thì cái hàm parabol chúng ta là
ax bình cộng bx. Có một cái rất đặc biệt này, các em nhận thấy không? Đi từ đây đến đây thì đi từ đây nó bao nhiêu nào biết không? Mà anh hướng dẫn rồi. Màu khác. Đây. Các em nhận thấy này, cái chiều cao này, từ đây đến đây này, đề bài người ta cho bằng mấy? Màu này khó nhìn. Trong 4 đúng không? Đây có phải đề bài người ta cho đây này, OH bằng 4 này, chiều cao ấy, OH này đoạn này này. Đến là 4 này. Thì có nghĩa là từ đây đến đây sẽ là 4. Đúng không? Từ đây sẽ là 4. Thì cái đoạn này sẽ là 1. Cái điểm này, cái điểm đỉnh này, anh sẽ vẽ parabol ra ngoài nhé. Đây, vẽ parabol ra bên này. Đấy, mục tiêu chúng ta sẽ phải viết được phương trình parabol. Đúng không? Đây. Thì cái đường này đường nào y bằng 5, anh cũng nói. Từ đây đến đây sẽ là từ đây đến từ đoạn này bằng 4, từ đây đến đây sẽ là 1. Thì cái điểm parabol này nó sẽ đi qua cái điểm nào? Điểm này. Đúng không? 0 1 x bằng 0 y bằng 1. Muốn viết được parabol chúng ta phải biết nó đi qua 3 điểm. Đúng chưa? 3 điểm. Thì nó đi qua điểm đầu tiên này, điểm nào? 0 1 này. Điểm tiếp theo là cái điểm này đúng không? Điểm này và điểm này. Thì điểm này là bao nhiêu? À, từ đây đến đây đoạn này nó bằng mấy? Đây người ta có cho đoạn này không? AB bằng 5. Đây. Đúng không? Đây người ta cho cái đoạn này hơi mờ, đây AB bằng 5. Thì có phải cái độ này bằng 5 đúng không? Cái đoạn này bằng 5 này. Thì đi từ đây đến đây nó bằng một nửa, nó bằng 2/5 không? Đúng không? Đi từ đây nó bằng một nửa, nó bằng 2/5. Thì giá trị A ấy nhá, giá trị A ở đây này, nó sẽ là -2.5. Còn đâu giá trị B ấy, nó sẽ là 2.5. Đấy, nói chung là cái bài toán này là câu kiếm điểm cao rồi. Thế để hiểu để làm nó cũng rất là phức tạp ấy, không dễ đâu. Thì như anh vừa bảo cái giá trị này là -2.5 này. Giá trị này là 2.5 này. À chúng ta biết thêm hai cái cận là cận x bằng -2.5 rồi nhá. Và một cái cận nữa x bằng 2.5 rồi nhá. Đấy xong rồi, chúng ta chỉ cần tìm được parabol thì coi như xong cái gì. Đấy cộng C. Đấy thì parabol nó sẽ đi qua 3 điểm này. Điểm 0 1 là 1 này, điểm -2.5 5 là 2 đúng không? Đây, cái điểm này. -2.5 5 và điểm tiếp theo là 2.5 5. Đấy kem thay vào đây. Parabol thì sẽ có 3 phương 3 ẩn ABC đi qua 3 điểm này. Điểm này là 1, điểm này là 2, điểm này là 3. Thì kem sẽ lập được parabol. Đấy, điểm này, điểm này và điểm này. Từ đấy nhá, chúng ta sẽ tìm được parabol. Anh bấm máy tính anh sẽ xem được parabol xem như nào. 1 5 3 đâu? 1 5 2 2 nhá. Hệ phương trình 3 ẩn 2. Thì ABC ở đây ấy, nó đi qua điểm đầu tiên là điểm 0 1. 0 kem thay x bằng 0 ở đây, y bằng 1 thì nó bằng 0 bằng 0 bằng C đúng không? 0 bằng 0 bằng 1 bằng 1 bằng. Đấy. Tiếp theo đi qua điểm -2.5 5 x bằng -2.5 -2.5 mở ngoặc tất cả bình phương. B bằng -2.5 thay vào. C là 1 và 5. Tương tự. Cái giá trị đầu cuối cùng là thay 2.5 bình phương vào này. 2.5 này. 1 này. Và 5. Đấy các em sẽ ra được parabol là 16, là 0.64 là A ấy. Đúng không? A là 0.64. B bằng 0 luôn, B bằng 0 và C bằng 1. Đấy thì parabol các em tìm được nó bằng 0.64 x bình phương cộng 1. Đấy thì tóm lại cái diện tích cần tìm ấy nhá. 1 này. Cái diện tích cần tìm nó sẽ đi từ cận là -2.5 cho đến 2.5. Đúng chưa? -2.5 cho đến 2.5 của cái gì?
trị tuyệt đối, thật ra không cần trị tuyệt đối, chúng ta biết cái hàm y bằng 5 nằm trên rồi thì lấy 5 trừ đi cái hàm parabol nằm dưới thì hàm parabol ấy chúng ta tính được là 0.64 bình phương, 0.64x bình phương và cộng với 1 nhá. Đấy thì kem ra được nó bằng 40/3. Đấy thì kem thay vào đây thì cái diện tích của chúng ta cần tìm nó bằng 10 bình trừ 4 và nhân với 40/3. Và kem ra được 140/3. Thì kết quả bằng 140/3 cm vuông. Kem chọn B. Đúng không? Đấy là một câu khá là hay và cũng khó đấy, không có dễ đâu. Anh sẽ cho kem một công thức rất là hay và đặc biệt nhá. Kem ghi hộ anh với. Để anh nhớ lại á. Nếu mà kem nhớ được công thức này là kem xong rồi luôn, không phải suy nghĩ gì nhiều. Đợi anh 2 phút. Diện tích của parabol đúng không? Diện tích của parabol anh nhớ không nhầm nó là 4/3 RH. Ừ, 4/3 RH đúng rồi. Nhá, đây anh sẽ cho các em một công thức cực kỳ hay và đặc biệt. Các em ghi vào vở là coi như xong bài này, không phải suy nghĩ gì nhiều này. Đấy, còn đâu nếu mà tự luận chúng ta phải trình bày như anh vừa trình bày. Các em ghi nhá. Một cái chảo parabol như này này. Đấy, nó có thể như thế nào, nó úp ngược đều được hết nhá. Thì từ ví dụ nhá, parabol úp ngược nhỉ. Đấy, giống như cổng của trường Đại học Bách Khoa ấy, thì nó sẽ có chiều cao. Thì chiều cao các em đặt là H và nó có bán kính đáy thì từ đây là R. Thì các em ghi vào vở anh nhé. Từ đây này sẽ là R là bán kính và từ đây này sẽ là chiều cao H. H. Thì diện tích của parabol. Parabol anh viết tắt nhé. Nó sẽ bằng parabol nó sẽ bằng 4/3 nhân chiều cao và nhân bán kính đáy. 4/3 RH nhá. RH nghe đọc nó phải hay hơn RH. Được chưa? 4/3 R nhân H. 4/3 RH. Đấy, thì kem thay vào đây. Anh không cần nếu như thế thì không cần phải anh xóa đi nhá. Nếu như vậy chúng ta cần gì phải phải tính dựa vào diện tích đâu, đúng không? Tính là chúng ta cần gì tính dựa vào tích phân đâu, chúng ta chính tính trực tiếp luôn. Đây từ đây chúng ta biết ngay này. Cái đoạn này là R là từ đây đến đây, từ đây đến đây nó sẽ bằng một nửa của từ đây đến đây, nó bằng 2.5. Chiều cao đây, chiều cao bằng 4, thì cái diện tích S0 ấy nó sẽ bằng 4/3 nhân 2.5 2.5 và kem nhân với 4 thì nó sẽ được là 44 là 16, 16 và nhân 2.5 chia 3, 16 nhân 2.5, 16 nhân 2.5 40/3. Đúng không? Đúng rồi, tại vì 2.5 nó sẽ là 10/4 mà. Đấy 10/4 nhá. 10/4 thì nó chính là 40/3. Ok. Rồi, thì S0 bằng 10/3 rồi thì diện tích của cái mặt đen ấy, đấy, có cái màu đen chúng ta cần tìm ấy, thì nó sẽ bằng 10 bình trừ 4 nhân với 40/3, kết quả nó cũng bằng 140/3. Nhanh và dễ đúng không? Thế nhá, thì các em bổ sung thêm cho em một công thức cũng rất là hay gặp, là diện tích của parabol. Đây này. Đấy, nhớ được cái này thì làm được rất nhiều bài. Biết thế anh cho kem luôn nhỉ, đỡ phải chứng minh. Rồi nhá, thì đấy là câu 9. Câu 10 kem chọn gì? Tiếp tuyến thì câu này anh hồi trước anh chữa rồi ấy, kem còn nhớ đáp án là gì không? Không chữa nữa nhá, không chọn chữa rồi. Câu 11 thì sao? Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của M để diện tích của H là số nhỏ hơn 20.
Đấy, câu 11 như này này. Chúng ta cố gắng nhé, hôm nay học đến 10 giờ cũng được, nhưng mà phải chữa hết được 24 câu này. Thì câu 11 như sau. À, hôm nay 8 giờ mới học mà nhỉ? Ừ đúng rồi, thì đến 10 giờ đúng rồi. Anh tưởng 7 rưỡi. Thì như sau nhá. Cho hình phẳng H giới hạn bởi cái đường này và đường thẳng này. À, hỏi bao nhiêu giá trị nguyên dương của M để diện tích của hình phẳng H là số nhỏ hơn 20. Thì bước 1 chúng ta phải tìm được cận trước. Đúng không? Thì các em sẽ tìm được cận gì và gì? X bằng 0 với x bằng M. Đúng không? Thì suy ra ấy, cái diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai cái đường này nó sẽ là tích phân đi từ 0 đến m của hàm trên trừ hàm dưới, thì chúng ta chưa biết hàm nào làm trên hàm làm dưới cả, thì các em thêm cho anh chị tuyệt đối đúng chưa của cái cụm này, tại vì cái cụm này chính là fx trừ gx. Và đề bài cho nó bằng một số nhỏ hơn 20 nhé, nhỏ hơn 20, nhỏ hơn 20 đấy, nhỏ hơn không bằng 20, à nhỏ hơn 20 thì không có dấu bằng nhé, nhỏ hơn 20. Thì chúng ta sẽ dự đoán này, hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m, thì chúng ta hiểu này, thường mà như thế này m nó sẽ phải bó, thì chúng ta cứ thử m bắt đầu từ nguyên dương, mà nguyên dương ấy thì kem thử m một trước đấy, chạy cho đến khi nào dừng lại thôi, thường nó sẽ có đến 6 7 số rồi này, ví dụ đáp án max là 6 ấy, thì m sẽ chạy từ 1 cho đến 6 đấy, ví dụ như vậy nếu là đáp án B. Còn đâu đáp án D chúng ta sẽ chạy từ 1 đến 5, đáp án A chạy từ 1 đến 4, nếu đáp án C là chạy từ 1 đến 3 nhé. Anh sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng Casio cho nhanh. Đấy, đến đây thì chúng ta bấm trực tiếp máy tính này. Tích phân sẽ đi từ 0 cho đến m alpha, m đây chúng ta để cho anh là alpha m nhé. Đấy, của shift hip, shift C đấy, của alpha x bình trừ đi m đúng không? Nhân với x. Đấy thì anh sẽ can thôi. X không quan tâm nhé, chúng ta chỉ quan tâm đến giá trị m thôi. Thì anh sẽ can đầu tiên m một trước. À quên, m một trước. Đấy các em nhận thấy không? Diện tích bằng 1 phần 6. Thì diện tích với m bằng 1 thì nó bằng 1 phần 6. Ok, m 1 nhận. Tương tự, các em can tiếp cho anh. X không quan tâm nhé. M thôi, m bằng 2. Đấy, 4 phần 3 thì cũng nhỏ hơn 20. Can tiếp. M bằng 3. 9 phần 2 cũng nhỏ hơn 20. Nó sẽ, nói chung là nó sẽ đồng biến mà. Giá trị của m càng tăng thì cái tích phân này càng tăng. Thì chúng ta sẽ can đến, ví dụ nhá, m bằng 3 rồi m bằng 4. M bằng 4 thì xin lỗi, bên này m. Đấy thì kem ra được là 32 phần 3 thì nó là 10,6. Kem can tiếp m bằng 5. À kem nhận thấy này, với m bằng 5 thì giá trị của nó lớn hơn 20. Thì chắc chắn m bằng 6 nó cũng không được nữa. Đúng chưa? M bằng 6 này, chắc chắn nó sẽ lớn hơn 20 rồi. Đấy 36 diện tích 36 này. Thì câu này chúng ta sẽ chạy từ 1 đến 4 được thôi. Nếu 1 đến 4 thì nó sẽ gồm 4 giá trị. Hiểu không? Các em. Vẫn có hiểu không? Có. Ừ, đấy. Trang có hiểu chưa? Có. Ừ, đấy ok nhá. Thì đấy là câu số 11. Còn đâu nếu mà chúng ta tính tay câu này nó cũng khá là phức tạp ấy. Không dễ đâu. Câu 12 anh không chữa. Câu 12 thì chúng ta dựa vào câu đây, câu 12 nó không cho đồ thị. Thì cách làm như vừa anh bảo. Đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng Casio. Ví dụ câu nói chung là những câu tích phân này nó rất là hay ở chỗ chúng ta có sử dụng Casio được. Câu 12 nhá. Quan rất là quan trọng ở chỗ là chúng ta phải tìm được nghiệm mà máy tính cho chúng ta sử dụng để tìm nghiệm rồi. Đấy anh ship sâu thôi. Đây, ship sâu. Ship C này, ship hyperbole hay là ABS đều được. X bình
trừ 4x cộng 3. Để anh hướng dẫn cho các em thì nó mới lâu, chứ để anh làm thì đến 30 phút thôi là xong được hết 24 câu này rồi. Chúng ta cũng cố gắng để như vậy, tại vì đi thi chúng ta còn nhiều câu khó hơn, thời gian nó không có, đúng không? Nó bị bó trong 90 phút thì chúng ta phải làm được, cố gắng là nhiều nhất có thể. Những câu kiểu thế này là phải làm được rất là nhanh. Xong nhá, thì anh sẽ bấm tiếp theo này. Shift C, à Shift Can, CLC. Thì số phố x như anh vừa bảo ấy, chúng ta sẽ can là trừ 10. Nó sẽ ra được cái nghiệm nhỏ nhất là nghiệm 0. Em thấy không? Em Shift Can cho anh số phố x là 10. Nó sẽ ra được cái nghiệm lớn nhất. Đó là nghiệm 5, đúng chưa? Thì tích phân nó sẽ đi từ 0 cho đến 5. Cái thi mà có máy tính này bấm rất là nhanh. Tích phân nó sẽ đi từ trừ 1 đến 2, đúng không? Của cái hàm, các em bấm shift hip. Đấy, thì các em đổi lại cho anh biến x thành, biến y thành x là được. Vì bấm máy tính thì không quan trọng về biến. Nhớ thì các em cũng ra được kết quả nó bằng 9 phần 2. Đúng không? À, sai đâu nhỉ? Đi từ trừ 1 đến 2 của cái hàm trừ A. À, khổ thế đấy. Anh chuyển biến nhầm. Phải là y bình trừ 2, đúng không? Thế sao anh lại được cái x bằng trừ x bình cộng 2 đâu đây? Vô lý. Y bình trừ 2 nhé, cho anh bị nhầm. Em sửa anh với. Đây. Chỗ này phải là y bình trừ 2. Đúng không? Y bình trừ 2. Đây. Y bình trừ 2. Đây là y bình trừ 2 bằng. Em tìm được hai nghiệm này. Thì cho này y bình trừ 2 trừ đi y. Đấy thì em sửa cho anh. Cho này y bình trừ 2. Nha, các em ra được kết quả là 9 phần 2. Các em hiểu câu 18 này không? Có. Ừ, đấy. Thì có nghĩa là với bài toán này chúng ta hiểu cái hàm của chúng ta không phải là hàm y theo x, đúng không? Không phải là hàm y bằng mx, y bằng gx, mà chúng ta thế bởi biến đổi ngược ấy, gọi là chúng ta đổi ngược lại biến. Đi là x này bằng fy hoặc là x bằng gy cơ. Công thức vẫn là như thế nhá, các em đổi lại cho anh biến là được đây. X các em rút được nó bằng y bình trừ 2. X ở đây các em được là x bằng y. Cho hai cái này bằng nhau thì được hai cận. Tìm được hai cận rồi, thay vào công thức. Tích phân nó sẽ đi từ trừ 1 đến 2 của cái hàm trên trừ hàm dưới. Nhớ là nó khác nhau chỗ nhân đi là được. Thế nhá, đấy là câu 18. Câu 19 thì câu này dễ rồi. Đúng không? Tích phân nó sẽ đi từ 0 đến 1 của cái hàm này. Thêm trị tuyệt đối cho anh nhé. Cho nó. Thật ra cái hàm này đi từ 0 đến 1 thì x dương. Cái hàm căn này cũng dương. Nên phá đối ra nó bằng chính nó. Thì không cần trị tuyệt đối. Đấy. Còn đâu chuẩn ấy, nó sẽ là tích phân đi từ 0 đến 1 của trị tuyệt đối. X nhân căn của 1 trừ x bình nhân dx. Câu này thì bấm máy tính xong. Không phải chữa nữa. Em chọn A. Còn đâu tính tay thì đặt ẩn phụ, có căn đặt u bằng căn đây này, xong rồi bình phương lên tính vi phân. Câu 20 nhá, trục tung này các em chú ý nhá, trục tung này đúng không, và hai đường thẳng này này đấy. Thì câu này nó cũng một cái đặc biệt ở chỗ là chúng ta phải vẽ hình ra, lên vẽ hình như anh thì anh vẽ hình ra, anh hình dung nó dễ hơn. Đây là trục tung là trục uy này. Cái hàm 2 mũ x, học đồ thị của hàm 2 mũ x rồi. 2 mũ x là hàm mũ. Đồ thị nó như thế này. Đúng không? Đây là hàm mũ, đồ thị như thế này. Nó đi qua điểm 0, 1 ấy. Luôn luôn đi qua điểm 0, 1. Sau đó chúng ta lại vẽ cái hàm này ra. Thì y bằng trừ x cộng 3. Đi qua điểm 0, 3. Đi qua điểm 0, 3 nằm trên đây. 0, 3. Đúng không? Đi qua điểm là 3, 0. 3, 0 đây. Đấy thì là đường thẳng. Vẽ nó vào. Được chưa? Thì có phải là cái miền chúng ta cần tính ấy là miền này không?
cái miền này không? Giới hạn bởi gì? Giới hạn bởi trục tung và hai đường thẳng, hai mũ x và ba trừ x thì là cái miền này chứ, đúng chưa? Miền này chứ, đúng chưa? Em hiểu không? Trục tung mà là cái miền này, miền anh tu rồi, đúng chưa? Các em có hiểu cái miền này không? Đây giới hạn bởi cái đường thẳng nhá, là đường màu đỏ này, cái hàm mũ nhá, cái hàm mũ là cái đường này và trục tung đây nhá, đấy thì nó là cái miền bó này, thì nhìn vào đây biết ngay nó sẽ là tích phân đi từ cái giá trị này là giá trị không cho đến cái giá trị giao của hai cái đường này, thì giao của hai đường này chúng ta phải tính, thì có thể chúng ta nhìn vào hình hoặc chúng ta tính đây cho hai đồ thị này bằng nhau rồi, các em xít sâu, các em ra được x bằng 1 thì nó sẽ là đi từ cận là cận 0 đúng không cho đến 1 của cái hàm gì đây, hàm đường thẳng là 3 trừ x và các em trừ đi hàm hàm dưới là hàm x nhân đấy, sau đó các em bấm máy tính xong đáp án của này đi đấy. Ê, câu 20 này nó khó thật đấy chứ, nhưng mà chúng ta nhá làm luyện mấy lần rồi phải biết cách làm vẽ hình ra cho anh, vẽ hình ra thì nó hình dung nó rất là dễ. Các em có hiểu câu 20 này không, hay là em chưa biết cách vẽ hình? Các em thôi anh nói lại cách vẽ hình lần nữa anh ơi. Ừ, đây anh vẽ hình lại xong bên này nhá, đây có phải là chúng ta sẽ có hai cái hàm hai mũ x này, cái gì nhỉ, trừ x cộng 3 đúng không, và trục tung, trục tung là đường x bằng 0, trục tung là đường x bằng 0, đây trục tung là đường x bằng 0. À mà nếu thế thì không phải vẽ hình cũng được đúng không, thì chúng ta cứ nhớ trên là trục tung là đường x bằng 0, nhớ nhất trục tung là x bằng 0, và hai cái hàm này thì hai hàm này anh sẽ tìm nghiệm còn lại bằng việc anh cho hai hàm này bằng nhau, anh ship sâu, anh tìm được x bằng 1, x bằng 1 thì tóm lại là cái diện tích cần tìm ấy nó bằng tích phân đi từ 0 cho đến 1 đấy, trục tung là 0 này cho đến cận là 1 này của cái hàm trên trừ hàm dưới 2x trừ đi trừ x cộng 3, sau đó các em bấm máy tính là xong. Thì đấy là cách 1, không phải vẽ hình được không, cách này chắc là dễ, nhớ cho anh trục tung ấy nhá, trục tung thì không biết là gì là cũng không được đâu, trục tung là đường x bằng 0, trục hoành là đường y bằng 0 đúng không, trục tung là trục OY thì là x bằng 0, trục hoành là trục OX thì là y bằng 0, khác nhau nhá. Thì chúng ta biết cận có một cận là cận x bằng 0 rồi, muốn tìm cận còn lại bằng việc cho hai phương trình này bằng nhau, hai phương trình bằng nhau ship sâu thì x bằng 1, thì tích phân từ 0 đến 1 của hàm trên trừ hàm dưới. Cách 2, học về hàm mũ rồi, đồ thị của hàm mũ 2 mũ x là hàm đồng biến mà, đương nhiên như thế này đúng không, đi qua điểm 1, 0, 1, luôn đi qua điểm 0, 1. Tiếp theo chúng ta vẽ được cái hàm trừ x cộng 3 vào, đi qua điểm 0, 3 là 1 này, đi qua điểm 3, 0 là 2, vẽ nó vào. Đấy, thì cái miền đây là cái nghiệm giao nhá, nghiệm giao chúng ta sẽ dự đoán nó là 1 hoặc là bấm máy tính được nghiệm là 1 như này. Thì cái miền giới hạn bởi trục tung đường này và đường này chính là cái miền này. Đấy, thì tích phân nó sẽ đi từ 0 cho đến 1 của cái hàm trên trừ hàm dưới. Được chưa? Đấy, thế thì đấy là cách vẽ hình và cách trình bày cụ thể. Thế nhá, anh chuyển sang câu tiếp theo đi. Câu 21 thì không phải chữa. Tích phân từ 1 đến e của trị đối của cái hàm này. Câu 22 cũng vậy. Câu 22 các em nhớ này. Chúng ta có duy nhất được một cận là x bằng 1. Chúng ta phải tìm được cận nữa bằng việc các em cho cái hàm này bằng hàm này. Đúng chưa? Đây, cho x nhân e mũ x bằng 0, các em tìm được x bằng 0. Thì tích phân nó sẽ đi từ 0 đến 1 trị đối của cái hàm fx. Nếu không có cận thì chúng ta phải tìm cận.
Câu 23 này cũng là đặc biệt này. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong y bằng x bình và x này bằng trừ y bình. Câu này thì hai hàm này nó không đưa về được một hàm chung đúng không? Thì cách làm như sau là vẽ hình thôi. Anh có hàm y bằng x bình là hàm parabol lớp 9 học rồi. Cái hàm cho anh sẽ có là hàm y bình x thì bằng y bình đúng không nhỉ? X thì bằng trừ y bình. Thì hàm x bằng trừ y bình thì chúng ta cũng đã biết cái vẽ rồi. Đấy thì x bằng trừ y bình nhá. Thì đây là trục OX này. Đây là y này. Đấy thì nó sẽ là đồ thị nó sẽ như này. Đây là trục OX đúng không? Nó sẽ là parabol, nó sẽ quay như thế này. Đấy. Hơi vô lý đúng không? Kem hơi khó nhìn đúng không? Thì cái miền giới hạn ấy là cái miền này, này. Đấy thì tích phân nó sẽ đi từ đây đến đây. Đi từ cái kiệm này cho đến không của cái hàm hàm này và trừ đi hàm hàm này nhá. Đấy. Thì cái miền này nó khá là khó đấy. Một cái là y bằng x thì bằng trừ y bình, thì cái hàm này nhất chỗ này này em nhận thấy không, nằm trên đây là y dương đúng không, y dương thì anh sẽ có là y bình sẽ bằng trừ x. Y bình bằng trừ x thì x âm, y dương mà, thì anh sẽ tìm được là y nhá. Đây cái đường này anh sẽ tìm được là như nào nhỉ, khó đấy nhỉ. Đây đây đúng rồi, y anh sẽ tìm được nó bằng cộng trừ căn của x bình trừ x. Đây cam nhận đấy. Đấy thì anh sẽ tìm được y bằng cộng trừ, nhưng mà các nhìn vào hình nhá, chúng ta thấy là y là chúng ta là cái hàm trên này này, cái miền của chúng ta là cái hàm dương, chúng ta chỉ lấy cái hàm y bằng trừ căn x thôi. Đây đây phương trình đường thẳng nằm trên trục OX ấy chính là y bằng trừ căn x, là cái hàm bên trên này, này. Đấy thì tích phân nó sẽ đi từ cái nghiệm này đến nghiệm này, thì chúng ta sẽ nghiệm hiểu là đi từ trừ 1 đến 0 hay giải phương trình này bằng nhau, tìm được hai nghiệm 0 và trừ 1 thì tích phân nó sẽ đi từ trừ 1 đến 0 của cái hàm hàm parabol là hàm x bình và trừ cái hàm căn này, này. Đấy thì kết quả nó sẽ bằng 1 phần 3. Khó đấy, câu 23 này cũng khó, không dễ đâu. Nó khó ở chỗ chúng ta không biết vẽ cái hàm này ra, hoặc là chúng ta không biết tìm như nào đó phải vẽ được cái hàm này ra cơ. Rồi câu 24, 24 không phải chữa nhá, câu 24 chữa nhiều rồi đấy. Với giá trị nào m lớn hơn không, với giá trị nào của m lớn hơn không thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi cái đường này bằng 5. Thì câu này dễ quá, thì đây tích phân nó sẽ đi từ m, từ 0 đến m chứ nhỉ, chỗ này sẽ từ m đến 0, 0 đến m nhé, tại vì m lớn hơn 0 mà. Đấy của cái hàm x bình trừ đi mx thôi, dx thôi. Thì các em thay là từng giá trị một vào thì đáp án C thì ra giá trị là 5 phần 6. Ok không? Đấy anh đã chữa cho các em coi như xong hết về phần diện tích rồi. Bởi sao nên sao về phần thể tích nữa là xong. Xong được phần ứng dụng. Các em còn hỏi anh câu gì nữa không nhỉ? Trong đây. Câu 24 này các em đã hiểu chưa? Đấy, diện tích nó sẽ đi từ 0 đến m của cái hàm này này. X bình trừ mx. Các em sẽ can giá trị ấy. Thì đáp án C là các em nhận. Câu 23 này nó có một cái đặc biệt này. Các em phải biết vẽ được cái, hai cái hàm này cơ. Cái hàm đầu tiên là cái hàm parabol thì chắc biết cách vẽ, nhưng cái hàm x bằng trừ y bình thì chắc là không biết vẽ. Nhá, thế thôi. Thì các em hình dung như vậy thôi. Thật ra trong đề thi nó cũng không có cái dạng này đâu. Trong đề thi nó không có cái dạng mà
y bằng x bình và x nhị bằng trừ y bình đâu, nó là cái dạng những câu kiểu như câu 23 này, câu 22 này cơ. Câu 23 này các em gọi là biết thôi. Đấy, thì thứ 7 nhá, thứ 7 các em sẽ vào học hình nhá. Thì anh sẽ chữa cho các em hết những câu còn lại của cái phần tổng hợp mà anh đã gửi cho các em ấy. Các em đã làm hết chưa? Nó vào bao nhiêu câu nhỉ? Hơn 100 câu đúng không? Hay chín mấy câu đúng không nhỉ? 100 câu ạ. Ừ đấy. Thì cố gắng là thứ 7 nhá. Anh sẽ chữa được cho các em. Nếu mà hết được thì tốt. Tại vì nó còn những câu ở dưới là những câu khó. Thì nếu không hết được thì cố gắng cũng phải chữa được nhiều nhất có thể. Thế thì coi như là cái phần đấy là phần tổng hợp. Chúng ta học phần hình thì coi như xong, gần xong rồi. Cái phần hình của lớp 12 các em coi như là gần xong rồi. Đó. X, Y, Z. Nó sẽ còn một phần tổng hợp nữa là những cái phần dạng khó của cái phần này nữa. Thì anh sẽ chữa, rồi anh sẽ hướng dẫn các em cụ thể khi các em đi học họp. Nhá, thứ 7 chúng ta sẽ chữa và bắt đầu từ tuần sau nhá, các em sẽ đi học họp lại. Thế thì lịch cụ thể như thế nào thì anh nói chung là từ giờ đến lúc từ khi đi học họp thì anh sẽ hướng dẫn và nói cho các em để các em phải có lịch cụ thể, là không đi học họp rồi thì chúng ta phải lịch, chúng ta phải cụ thể và không nghỉ được nữa. Đấy. Thế thôi, nếu mà các em không có gì thì anh cho các em nghỉ nhá. Các em còn hỏi thêm gì không? Không ạ. Ừ. Thế thì các em cố gắng là cái phần bài tập hình ấy, các em cố gắng là làm để hôm thứ 7 anh chữa nhá. Tại vì chúng ta làm anh mới chữa được. Không nhiều khi các em không làm anh không chữa được đâu. Ấy không thì thôi, anh cho các em nghỉ nhá. Chúc các em ngủ ngon. Xin chào anh. Ừ. Xin chào anh. Thứ 7 chúng ta học từ 7 giờ nhá, 7 giờ tối. Thế nhá, anh chào tất cả các em.